Bán về quê có gì lụm nấy, thường thường ở trên Sài Gòn Bình Dương á, mình muốn ăn cái gì á, mình phải đi ra chợ, còn về quê rồi á, thì mình ngồi một chỗ thôi, có người đã chạy xe đem tới chỗ, dưới quê là vậy đó. Đây, anh chị nào ở miền Tây nhìn mới biết nha, nhìn mới biết cảnh này, thì đây là chị bán bánh bánh tằm nè, có bún bún thịt nướng nè, một bánh mì, mọi người ăn gì vô mua giùm em đi. Bánh tằm này hồi nhỏ em phải ăn lắm, hồi nhỏ tao bơi xuồng tao bán không à, không phải như giờ mình có đường lộ tao chạy xe đâu. Bánh tằm này á, thì mình có nước cốt nè, rồi bánh mì chả gì đó, thì có thịt nướng nữa. Thịt nướng này là full topping luôn đó mà bán rất là rẻ nha. Thì chị này bán vòng vòng ở xóm này thôi, tại vì người ta là biến đi chợ á, thì sẽ chạy ngang tao bán mình mua ăn cho tiện. Bữa nay em sẽ lượm một ổ bánh mì nha, lâu quá về cũng thèm ổ bánh mì này mình cũng có full topping luôn, thì có thịt có chả đâu nè, đầy ổ bánh mì luôn nhưng mà rất là rẻ nha. Năm nay được về quê ăn Tết sớm nha mọi người, về quê không khí nó mát mẻ nha, về quê rồi là không muốn đi làm nữa đâu, thì mà không muốn đi cũng phải đi mọi người ơi, tại vì mình nghèo khổ mình không đi về quê làm cũng không biết làm gì nữa. Đây là ổ mì của em đây, rất là ngon nha, chỉ có 10 cành thôi được ổ mì nè, sáng cũng nó nốt dạ nha mọi người ơi, nó ấm lòng rồi. Thôi em xin mời mọi người ăn bánh mì với em nha, cắn vô một cái cũng ngon lắm, cắn vô miếng ngót cái cay the the đã mọi người. Thì bánh mì này làm á thì phải có nướng nó mới ngon mọi người đó, đúng không em, là phải ăn bánh mì có nướng nữa nó giòn tròn mới đã nè. Thôi thì về quê có gì quay nấy cho mọi người xem nha, mọi người yêu thương em thì nhớ ủng hộ, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Thì không biết nói gì hơn, chúc cho anh chị một năm mới thật là vui vẻ mà ăn khang thịnh vượng nha, qua năm mới thì làm ăn có tiền có bạc nha, chứ không như năm nay mọi người ơi thất nghiệp quá trời, không phải riêng em đâu, thì hoàn cảnh dưới quê rất là mát mẻ đó. Thôi em xin kết thúc video này nha cả nhà ơi, hẹn mọi người một clip sau nha, bye và chào tạm biệt lắm.